Chào mừng đến với ngôi nhà mới của bạn ở Canada. Video này sẽ giải thích một số điểm chính mà bạn nên làm trong 2 tuần đầu tiên mới đến Canada để giúp bạn chuyển đổi sang cuộc sống mới dễ dàng hơn. 1. Chuẩn bị hành lý và giấy tờ đầy đủ trước khi xuất cảnh. Khi máy bay đáp xuống sân bay Canada, chắc chắn bạn sẽ bối rối nếu đây là lần đầu tiên đến đất nước này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng hành lý trước khi bay. Bạn có thể tham khảo 2 video nhập cảnh sân bay Canada và nhập cảnh sân bay Canada được và không được mang gì trên kênh YouTube của Du học Hoàng Kim Phát để chuẩn bị đúng theo yêu cầu của Cơ quan Biên phòng Canada CBSA. Các nhân viên Cơ quan Biên phòng của Canada đã gặp hàng ngàn người mới đến như bạn và gia đình của bạn. Họ sẽ kiểm tra để đảm bảo bạn đến nơi suôn sẻ và tuân thủ luật hải quan, luật nhập cư và nông nghiệp của Canada. Vật dụng quan trọng cần với bạn nhất đó là hộ chiếu cùng với thẻ khai báo hải quan mà bạn sẽ điền trên máy bay. Khi bạn gặp các nhân viên biên phòng, họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi về ý định ở lại Canada và những vật dụng bạn đang mang vào đất nước này. Việc khai báo trên thẻ thông tin nhập cảnh thì sẽ giúp họ biết thông tin này. Nếu bạn có thắc mắc về những gì bạn đang khai báo, chỉ cần hỏi viên chức là họ sẽ giúp bạn. Nếu bạn có những hành lý được chuyển đến địa chỉ của bạn ngày hôm sau, bạn cũng có thể khai báo cho CBSA được biết. Tiếp theo, bạn sẽ gặp viên chức di trú và nhập cư IRCC. Tại đây, bạn cần phải xuất trình những hồ sơ quan trọng như là thư mời nhập học, thư xác nhận được cấp visa du học hoặc thư xác nhận được cấp thẻ thường trú nhân Canada. Tại đây, các bạn du học sinh sẽ được nhận study permit. Các gia đình đi định cư sẽ được nhận thẻ thường trú nhân được gửi về địa chỉ của bạn trong vòng 6 tuần sau khi nhập cảnh tại Canada. 2. Liên lạc cơ quan nhập cư địa phương. Trên khắp Canada có những tổ chức phục vụ người nhập cư với mục tiêu là giúp bạn ổn định tại cộng đồng mới của mình. Một trong những bước đầu tiên mà bạn nên làm là gọi điện và đặt hẹn đến gặp một trong những tổ chức này ở thành phố mới của bạn. Khi đi, nhớ mang theo giấy tờ thường trú nhân của bạn. Một số tổ chức thì phục vụ đa dạng các trường hợp các người nhập cư. Cũng có những tổ chức chỉ tập trung vào những người đến từ cùng tôn giáo hoặc một nhóm ngôn ngữ cụ thể nào đó, đến từ một khu vực cụ thể nào đó trên thế giới. Nhiều nhân viên và cố vấn trong các tổ chức này cũng đã từng là người nhập cư. Do vậy, họ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người mới đến. Họ hỗ trợ rất nhiều và giúp bạn có thể hòa nhập tốt nhất ở môi trường mới. Họ cũng có thể cố vấn cho bạn về cách nâng cao trình độ và kỹ năng của bạn, tìm việc làm hoặc nhà ở, hỗ trợ nộp đơn xin các dịch vụ công của chính phủ, v.v. Hầu hết các cơ quan hỗ trợ nhập cư này đều được chính phủ hỗ trợ. Do vậy, đa số các dịch vụ và lời khuyên cơ bản mà họ cung cấp đều ở mức phí thấp hoặc miễn phí dành cho bạn. Bạn có thể tìm hiểu danh sách các tổ chức hỗ trợ người nhập cư này trên trang web của chính phủ Canada trong phần nhập cư. 3. Nộp đơn xin các dịch vụ công dành cho bạn và gia đình. Một số dịch vụ công quan trọng mà bạn cần nộp đơn ngay khi đến Canada bao gồm bảo hiểm xã hội để được cấp sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, thẻ bảo hiểm y tế của chính phủ, thẻ thường trú nhân của bạn. Nhờ đó, bạn mới có thể làm việc tại Canada, hưởng lợi từ hệ thống chăm sóc sức khỏe, mở tài khoản ngân hàng, lái ô tô hoặc đưa con bạn đi học tại trường. Vậy nộp đơn và lấy các loại thẻ này ở đâu? Bạn phải đến trung tâm Service Canada Center trong khu vực của bạn và lấy số thẻ bảo hiểm xã hội hay còn được gọi là SIN. Khi đến đó, để nộp đơn và lấy thẻ bảo hiểm xã hội SIN, bạn cần phải mang theo giấy xác nhận thường trú nhân hoặc bằng chứng về các tình trạng của bạn đang ở Canada như giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập, hộ chiếu của bạn. Tiếp theo, với tư cách là thường trú nhân hoặc du học sinh, bạn sẽ nộp đơn cho chính quyền cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của mình càng sớm càng tốt để được cấp thẻ bảo hiểm y tế của chính phủ. Nếu bạn không chắc là mình có đủ điều kiện đăng ký hay không, thì hãy gọi cho họ và kiểm tra.
Khi bạn có đủ điều kiện, thường thì 3 tháng sau khi bạn đến, thẻ này sẽ cho phép bạn nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được thanh toán qua thuế. Bạn có thể nộp đơn đăng ký tại văn phòng bác sĩ, bệnh viện hoặc tổ chức phục vụ người nhập cư. Bạn cũng có thể tải mẫu đơn từ trang web của cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về y tế ở các tỉnh bang hoặc là vùng mà bạn đang ở. Ở hầu hết các vùng ở Canada thì mỗi thành viên trong gia đình được nhận thẻ riêng của mình với mã số nhận dạng sức khỏe cá nhân. Hãy mang theo những thẻ bảo hiểm này mọi lúc mọi nơi. Bạn sẽ cần xuất trình tại bệnh viện hoặc phòng khám khi bạn hoặc người thân trong gia đình cần dịch vụ y tế. 4. Nhận thẻ thường trú nhân tại địa chỉ đã đăng ký. Khi bạn đã tìm được nơi ở, hãy cập nhật cho sở di trú IRCC biết địa chỉ Canada của bạn. Họ sẽ gửi thẻ thường trú nhân của bạn qua đường bưu điện và đến địa chỉ này. Bạn có thể cập nhật địa chỉ của mình thông qua phần nhập cư trên trang web của chính phủ Canada. Thẻ thường trú nhân là bằng chứng chính thức về tình trạng cư trú của bạn ở Canada. Nếu bạn đang đi du lịch và muốn quay lại Canada, bạn cần phải xuất trình thẻ này. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ như một phần nhận dạng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như nộp đơn, truy cập các dịch vụ công khác của chính phủ hoặc mở tài khoản ngân hàng. 5. Mở tài khoản ngân hàng. Để bảo vệ tiền và quản lý tài chính của bạn, bạn nên mở một tài khoản ngân hàng ở Canada. Ngân hàng cũng có thể cấp thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ cho bạn. Để mở tài khoản ngân hàng, bạn phải đích thân đến ngân hàng và xuất trình giấy tờ tùy thân. Các giấy tờ bạn xuất trình phải là bản gốc, không phải bản photocopy và phải còn nguyên vẹn. Bạn có thể tìm hiểu để chọn ngân hàng bạn muốn sử dụng. Khi bạn đã chọn được ngân hàng, thì bạn sẽ đến chi nhánh ngân hàng này ở địa phương để được hướng dẫn cách mở tài khoản. 6. Giao thông công cộng tại Canada. Khi đi lại bằng phương tiện công cộng thì lại vừa hiệu quả và giá cả thì phải chăng. Xe buýt là hình thức giao thông đô thị phổ biến nhất ở Canada. Tuy nhiên, một số thành phố thì cũng có xe điện hoặc là tàu điện, tàu hỏa hoặc là tàu điện ngầm. Bạn thường có thể di chuyển bằng phương pháp vận chuyển này sang phương pháp vận tải khác một cách dễ dàng. Bạn hãy học cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng sớm nhất có thể. Nhờ đó bạn sẽ làm quen với môi trường xung quanh nhanh hơn. Nếu bạn sử dụng đi lại hàng ngày thì bạn nên nghiên cứu các lựa chọn phương tiện đi lại trước khi quyết định nơi sinh sống. Bạn có thể biết thêm thông tin về phương tiện giao thông công cộng trong thành phố hoặc là nơi ở của mình bằng cách truy cập quầy thông tin tại trạm trung chuyển chính hoặc truy cập trang web của chính quyền thành phố địa phương của bạn ở. 7. Truy cập Internet. Đối với hầu hết người dân Canada, Internet là một công cụ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Khi mới đến Canada, bạn có thể truy cập Internet qua các kênh sau. Hầu hết các thư viện công cộng ở Canada đều cung cấp truy cập Internet miễn phí. Các dịch vụ Wi-Fi miễn phí tại các quán cà phê hoặc là các quán ăn để bạn có thể sử dụng các điện thoại thông minh hoặc là máy tính xách tay của bạn. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. 8. Biết số điện thoại khẩn cấp. Số điện thoại khẩn cấp được sử dụng trên khắp đất nước Canada là 911. Hãy chắc chắn là bạn và các thành viên trong gia đình của bạn ghi nhớ con số này. Nếu bạn cần sự giúp đỡ của nhân viên y tế, cảnh sát hoặc cứu hỏa, cứ gọi đến số này. Tại Canada, cảnh sát có thể khác so với nhiều nước. Công việc chính của cảnh sát ở Canada là bảo vệ và phục vụ cộng đồng của họ. Đừng bao giờ ngại nhờ cảnh sát giúp đỡ khi bạn cần. Chắc chắn là 2 tuần đầu tiên tại Canada của bạn sẽ rất bận rộn. Đừng lo lắng, hãy thực hiện từng bước trong video này, bạn sẽ ổn thôi. Chúc bạn sức khỏe và sớm ổn định cuộc sống mới tại Canada. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.